Nếu bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Thì hiện tại là shop đã có thêm một phần cày thuê mới, Gift Game Pass đây. Đó, các bạn nhấp vô và có thể đăng ký và có thể mua Gift Game Pass hoặc là dịch vụ cày thuê Lockroot nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni đây. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại với tựa game trò chơi con mực ha, Squid Game. Thì hiện tại là mình đang rất là thiếu tiền luôn nha bạn. Trong King Legacy thì các bạn thấy rồi đó, mình mua cây kiếm của lo 25M là mình đã trắng tay rồi. Nên bây giờ mình muốn quay trở lại từ game trò chơi con mực này để mình kiếm thêm một chút vốn các bạn đó. Để mình trang bươn trải được trong cuộc sống các bạn ơi. Giờ khổ lắm rồi. Ủa? Ủa Ron? Ủa? Rồi mắc gì mày trong này luôn vậy? Ở ngoài kia xã hội khó khăn quá đi ạ. Cuộc sống nó bươn trải không nổi. Ai cái gì mà hội ngộ trong này vậy? Rồi thêm cách ly luôn kìa. Ơi. Rồi vậy là ai cũng cuộc sống khó khăn rồi bạn ơi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ ơi. Ui đang đông kìa mà hồi hết giờ rồi vô không kịp. Để kiểu 100 người á vô rồi. Kiểu đi bớt đi cho mình kiếm được nhiều tiền hơn. À kìa kìa, ấy chung người kìa vô. Ui, 71 người luôn rồi nè. Ui, lần này chắc là nhiều tiền lắm nè. Và quên nhắc nữa là và tựa game trò chơi con mực này và đã update thêm nha bạn. Update thêm đó chính là trò chơi thứ tư. Đó chính là trò bắn bi á bạn. Kiểu đoán bi của nhau xong rồi ai được 10 viên trước là sẽ thắng á bạn. Đó, thì tựa game trò chơi con mực này vừa update thêm trò thứ tư luôn. Khá là hay luôn. Rồi Ron. À không biết mình nếu mình với Ron mà vô trong á bạn, không biết có tương tàn nhau không, kiểu chọn bi với nhau á. Một trong hai người còn sống thôi. Không biết. Nhưng chắc chắn là tao win rồi. Sao còn bốn mấy người vậy? Ơi ít tiền vậy. Bốn mấy người là ít tiền lắm á. Hồi nay bảy mấy người luôn á, như là được ngàn mấy tiền luôn á Ron. Hay da, rồi gì vậy, sao mình mặc bộ đồ Goku vậy ta? Chấm hỏi. À và các bạn thấy không, cái nhân vật, cái skin nhân vật này á, các bạn thấy trong Squid Game không đẹp phải không? Đó. Thì như mình nói là tùy từ game admin làm cái cấu hình nhân vật như thế nào thôi. Trong này cái đầu mình không thấy luôn. Thấy có cái tóc với lại cái gì á, cái gì xung quanh đó, cái băng nè. Nên trong này nhân vật này hơi xấu nó mày, nhưng mà qua từ game khác thì đẹp hơn. Cái gì á, hum gì á. Chắc gì á. Nhưng không sao, bây giờ mình bro các bạn, cái trò bánh á bạn, cái trò mà vẽ bánh mình búng bro luôn. Mình vẽ trong vòng 1-2 giây là xong à. Đỉnh lắm. Ủa? Đi. Bo nữa nè. Tại thì như mình nói bạn, mình nghèo thì bo cũng nghèo theo à, nên đi cái. Có gì kiếm tiền chia được. Hợp lý chưa? Go. Thôi giờ mình thử, mình đợi hết giờ mình không đi qua thì sao ta? Có bị bắn không? Có luôn ạ. Ghê à. Hay à, căng vậy. Rồi sao vô đây còn có mấy người vậy? Và mình đã đổi cái số của mình nha bạn, mình là số 999 luôn nè, các bạn thấy ngầu không? Wow. 3 số 9 luôn, đẹp vãi. Đi mở cửa. Rồi. À như mỗi người một chỗ mà đúng không? À tới 3 cái cửa luôn mà quên. Đó. Núp vô bóng râm đi, bóng râm chứ không ai thấy mình đâu. Mình cũng sắm được thêm bộ đồ màu đỏ nữa bạn. Đó. Bộ đồ. Thấy không, mình kiểu bro mà khác biệt mà. Mình quay trở lại lần 2 mà. Nên mình phải bro chứ, mặc bộ đồ khác liền. Ai mặc bộ đồ xanh cù nó đâu đúng không Ron? Chê đi. Đây cách Linh nè. Đó, thì team mình hiện tại đang là 4 người nha bạn. Đó, cách Linh, Bo, ý, với thằng Ron. Rồi, nghe 3 tiếng bắn là 3 người, 4 người, 5 người. Ôi. Vẫn khốc nghiệt, à, lộn, vẫn khắc nghiệt như hồi đầu mình mới vô các bạn ơi. Nhưng hôm sau mình bro. Mình là siêu bro rồi. Cái trò này dễ ẹt thôi. Đó. Nè, tới đứt cái nó quay đầu rồi. Ừ, qua được. Wow.
Ê, cái mặt cái còn cá linh còn cá linh còn cá linh còn còn cá linh còn cá linh còn linh còn một người trong trong nhóm mình nữa đó, thì mình sẽ chia nhóm ra vậy để dễ dàng sống sót nha các bạn. Hình như đèn đỏ vẫn nhích nhích được á, ui vừa đỏ qua được luôn kìa, hơi vậy. Rồi ngồi chỗ bạn này qua dạch rồi vẫn nằm kìa, rồi xong đường thường đâu đầy ải nhưng vừa bước qua dạch luôn. Ơi đất ơi, cho bạn nấy ngang đi, cho bạn nấy ngang đi. Ừ rồi trời, rồi trong đông ơi toàn gần hết luôn kìa nè, bạn này cũng qua dạch nè, là toàn nè, ôi toàn gần hết luôn rồi đó ơi, quái thiệt, nhiều tiền nhiều tiền. Trời trời trời, ác chơi các bạn thấy không, bởi vậy cái này đã toàn gì tiền không, nó hy sinh mạng sống của người khác để lấy tiền đó, bạn thấy chưa thằng Ron này, nhưng mà mình cũng vì tiền mà tới mà. 380 quay đẹp nhau này. Mình cạnh nhau rồi nè. Bây giờ tới dù chơi với đó bạn thấy không, nhìn nhìn trong này rất là đẹp nha, mà vô game nhìn là không thấy cái mặt đâu luôn, vãi thiệt sự đó, nhìn trong này đúng đẹp luôn á. Đi 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 đi, đây cái trò làm bánh này này chắc chắn Ron sẽ thua. Chắc luôn. Thôi từ từ, còn bao nhiêu người còn sống vậy, ra đây coi coi, còn có gì, còn có 10 người à, what, 10 con sống, cái gì mà nhanh dữ vậy? Chấm hỏi ta, không sao bạn ơi, mình vẫn là người chiến thắng thôi, mình là dân pro mà, mình trở lại mà, ở tập trước là mình đã lấy được con heo về rồi, bây giờ mình thiếu tiền quá mình phải trở lại thôi, nhưng không sao, mình pro lắm mấy bạn, yên tâm nè, giờ hình nào mình cũng vẽ được. Gãy gãy lát thù. Chết cười. Hình nào giờ cho hình nào cũng vẽ được hết á, nhưng mà tam giác đi nha, tam giác 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 tam giác, rồi vẽ thôi. Ê gì vậy, gì mới hình tròn, hình tròn này khó nè, không đùa đâu, nhưng các bạn yên tâm mình vẽ một đường thôi. Ê à, ấy à, cái vòng tròn là khó nhất trong mấy hình hay sao ta, leo 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 leo, ủa sống luôn hả, ơ leo leo, ây da, gãy sớm, gãy sớm ăn gì, gãy sớm gì, còn nửa vòng nữa, còn nửa vòng nữa thôi, từ 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 từ, ấy gì kìa. Ai? Ron ơi, Ron ơi. Đừng Ron ơi, đừng bỏ ta. Tao cho nó nghiêng, tao cho nó nghiêng nè. Ừ, trời ơi cái bánh sắp bể luôn kìa. Ghê vậy, ghê vậy. Ôi. Cái này đâu? Ủa cá đâu? Ủa cá đâu? Rồi. Một thành viên. Một thành viên trong team đi rồi. Ôi còn có 5 người à. Ôi căng nhảy, căng nhảy. Ủa cái này là là lẻ nè, nè nếu theo trò bắn bi á, lẻ thì một người sẽ tính là thắng luôn nha bạn, kiểu lẻ một người á là sẽ cho thắng luôn, còn bốn người còn lại sẽ đấu nhau thì ai sẽ là người nhân phẩm để hưởng người số chưa, tiền chưa. Tôi kéo co mới, tôi kéo co rồi chưa chưa à, quên 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 kéo co à, kéo co kéo co, ê kéo co này là hết một nửa luôn rồi đúng không, bên ba bên hai rồi sao chơi đúng không, vậy là đúng. Một trong hai mình phải chết rồi à, vậy là một trong hai rồi, giờ có gì chăn chói không, tại thắng mày thôi. Chấm hỏi, alo. Không có, mơ đi. Vậy là, ui. Vậy là kiểu qua bắn bi là hình như là còn có 1 hay 2 người còn sống á. Tại bên 3 thắng đúng không? Không, ở một bên, người vô thẳng, bên, một người vô thẳng. Không, đang nói kéo co á, là ờ, kéo co là một bên, người vô thẳng mà. Bên 2 luôn, một người vô thẳng. Không, hai bên 5 người nhưng mà sẽ chia là bên 3, bên 2 đúng không? Bên 3 chắc chắn thắng rồi, bên 3 người kéo đương nhiên mạnh hơn 2 người. Không, rồi. Không, nó bị lẽ là nó sẽ chia một người thẳng vô trong luôn. À rồi rồi, ok ok, hiểu hiểu hiểu. À ok ok. Gì đã vậy? Phải không? Để đâu coi thử coi. Vô thử coi. Ui, thì tính ra cho vô thẳng luôn đi, đỡ kéo quá. Rồi. Ít người này qua qua cái vòng thứ tư các bạn, trò bi á. Thắng cái là hưởng hết số tiền luôn á. Ui. Đỡ phải chia ra luôn. Ủa à. Người thứ năm đâu? Đây đây đây. Đây đây đây. Đâu, ai sẽ người chiến thắng đó, bên 3 bên 2 thấy chưa? Ủa?
Ủa? Sao mình bên hai vậy? Thấy Ủa? chưa, bên ba bên hai thấy chưa? Thôi sâu rồi. Thấy chưa, bên ba bên hai thấy chưa? Thôi rồi, không có gì buồn hết rồi nha. À, chúng ta chắc tạm biệt tại đây nha Ron. Bên kia còn nhiêu điểm vậy? 50. Còn 17, còn 7 à. 5, 4, đi. Tạm biệt Ron. Game nó không còn bạn. Nếu nói gọi sẽ chia ra bên 3, bên 2 mà. Bên 3 chắc chắn thắng rồi. Giờ vô nè. Giờ ai vô thẳng nè. Ui, ui 500 mấy. Cái tiền này mà chia có 2 người, không có 2 người thắng nó tiền quá trời luôn á. Ui, ui. Ngon, 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 ngon. Thấy chưa Ron ơi, là Ron. Tương tàn rồi, tương tàn rồi. Sao không cho ba đứa mình một bên ta? Thì đó, em không cho vậy rồi sao giờ. Kiểu gì vô trong cũng phải có một người trong nhóm ra đi à. Cát đi trước xong tới rồi nè. Giờ coi còn mình với Bo nhớ bạn, coi ai sẽ là người đi trước. Giờ ai vô thẳng à? Cái nhân vật, ủa, bạn này có khi là nữ luôn á chứ. Nhưng mà không, cuộc chiến sinh tồn mà. Cho bạn này đi trước đi, mình với Bo sống. Ây à, đi. Ui, còn đúng có 3 người à, căng vãi luôn á. Cái này giống trong phim thật luôn á Ron. Nó căng hơn trong phim nữa, còn đúng có 3 người nè. Ôi. Giờ giết con kia đi là hai đứa chơi. Ờ đúng rồi. Giờ giết con kia đi. Đứng lại mày. Ấy ông bỏ chứ. Bịt đầu con này, bịt lại bịt thôi. Giết. Được rồi đây. Đó, và đây là trò thứ tư hả bạn. À, rồi bao vô. Bao thắng luôn. Ơ. À, rồi bao được thắng luôn. What? Rồi, đây các bạn thấy không? Khung cảnh không? Khung cảnh ở trò thứ tư nè. Đó. Wow, làm cũng khá là đẹp luôn. Ơi từ từ, mình vẫn chưa hiểu cái trò này lắm nha. Từ từ. Rồi đây, bây giờ mình sẽ cược cái số bi mình có nha bạn. Trong vòng 10 giây mình cược chắc 2 bi nữa ha. Thì bên này là một bên là chẵn, bên là lẻ các bạn. Thì chắc mình chọn chẵn ha. Ủa Ron, ô là lẻ đúng không? Đúng rồi, ô là lẻ. Ô lẻ. Ờ nó không chọn kịp. Bo, trời ơi, hai người chiến thắng. Rồi, bị mua chuộc rồi, lời rồi. Còn đúng hai người chiến thắng, đó. Ờ, có con rô trong này không ta, từ từ để coi con rô trong này. Có, bên chờ kéo co á. Bên chờ kéo co à, bên chờ kéo co nó không chiếu à, chỉ cho. Ôi, 540, chia 2 ra. Mỗi người 207 đúng không? Ừ, 207. Ui, ngon lành chưa. Đó, giờ còn 2 trò cuối nha bạn, trò thứ 5 với trò thứ 6 nên là sẽ kết thúc cái trò chơi con mực luôn. Ui, 400 mấy luôn nè. Ui, đã vậy. Thôi chắc mình để dành mua cái áo 50.000 hả bạn. Cái áo 50.000 này là hình như là cái bộ áo của mấy người mà bắn súng á bạn. Mấy người cái đó cái gì quên này, cái đó là gì á? Lính. À, lính mấy lính luôn. Ui, còn cái áo này là chịu, áo đen này không biết ai hết á. Rồi, quá đẹp rồi. Rồi thôi ha, thì chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Ui, cái trận này là mình quay đúng một lần đúng không? Đúng một lần là mình giành luôn cái con heo luôn, đỉnh chưa? Và cực kỳ gay cấn luôn ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe cho mình, để mình có động lực tạo những clip hay nữa ha. Rồi giờ thì bye bye. Bye bye các bạn. Tạm biệt. Bye.